Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ có một đà thử thách nữa dành cho bà Véo mọi người ạ. Trước mặt thì hiện tại đang có hai con gà. Con này chắc cũng tầm mỗi con cũng tầm gần 2 cân mọi người ạ. Nên nó cũng tầm 3-4 cân gì đấy nhé. Hiện tại thì mình thử thách này thì đơn giản thôi mọi người. Miễn nào bà Véo ăn hết được hai con gà này trong vòng 45 phút. Mình sẽ, bởi vì con gà thì thường sẽ ăn rất là khó ăn ấy, con gà này thì nó nhìn nó hơi dai mọi người ạ, sẽ rất khó ăn. Và như cái này thì bà Véo sẽ phải chấm mấy chẩm chéo mọi người nhá. Đấy. Đây, chẩm chéo đây mọi người ơi. Ăn rất thơm ngon tuyệt vời. Cái này thì hàng ngày mỗi ngày ăn thì bà Véo với yêu thường hay chấm mọi người nhá. Chấm mấy ngày rồi vẫn chưa hết lọ một à. Vẫn còn rất là nhiều luôn. Cái này có chẩm chéo nó ngon mọi người nhá. Đây, lọ này hình như cũng lấy ra, hôm qua cũng lấy ra ăn rồi. Đây, và ra hay pha chẩm chéo đây. Mỗi lọ của mình có trọng lượng là 300g mọi người nhá. Mọi người mang về có thể cho đến cân thử đấy. Bởi vì bọn mình lúc lóng hàng ấy, thì bọn mình cũng đã cân rồi. Đủ 300g thì bọn mình mới lóng hàng mọi người nhá. Yên tâm. Đấy. Hầm cháo thì siêu cay, siêu thơm mà chấm mấy thức ăn thì rất là ngọt và ngon luôn nhá mọi người nhá. Mình đang bán là 50k một lọ và sẽ lượng miễn ship khi mọi người mua từ 5 lọ trở lên. Lưu ý là mua dưới 5 lọ vẫn hết thêm tiền ship đấy ạ. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình có cả ớt ngâm mọi người nhá. Ớt ngâm thì mình công dụng cũng như nước chấm, mình chấm thức ăn này, chấm rau củ quả, xong ăn kèm với phở vốn mì tôm thì làm việc người nhà nào mà bán quán ấy thì mang ra cho khách ăn thì khả năng là sẽ rất là hợp đấy mọi người ạ. Rồi bây giờ thì bà Béo đang pha nước chấm làm chéo mọi người nhé. Cái cách pha thì rất là đơn giản mọi người ạ, cho vào bát xong là mình cho thêm tí nước lọc vào thôi. Rất là lọ chót mọi người nhé. Còn ớt này ớt đẹp. Còn ai mà không ăn, không uống nước lọc ấy thì mọi người có thể cho nước đun sôi để nguội vào nhé mọi người nhé. Pha xong là mình chấm thôi. Rồi Bà Béo chuẩn bị xong chưa nhỉ? Chuẩn bị xong rồi. Bà Béo đã chuẩn bị xong mọi người ạ. Luật thì rõ ràng thôi. Nếu mà trong vòng 45 phút mà Bà Béo mà ăn hết hai con gà này thì giải thưởng sẽ là 2 triệu mọi người nhé. 2 triệu đồng cho hai con gà và 45 phút. Yêu cầu thì không có yêu cầu gì hơn, chỉ cần hết hai con gà thôi, còn rau thì chỉ ăn ghém thôi. Rau thì ăn được, bao nhiêu thì ăn thôi. Đúng rồi, cái này thì chỉ ăn ghém. Rồi mình chuẩn bị đồng hồ để bấm đã. Bà Bé sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi bà Bé sẵn sàng, mình cũng sẵn sàng mọi người nha. Hai con gà và 45 phút chuẩn bị. Bắt đầu. Đồng hồ đã chạy mọi người ạ. Bà Điệu hôm nay bà Béo có ăn hết được không? Gà có vẻ hơi dai nhỉ? Dài. Cái này là gà ủ muối mọi người ạ. Ôi dồi ôi. Có vẻ con gà này gà già rồi ấy, nó dai quá. Con gà này nó rất là già lắm rồi. Mặc dù bọn mình đã đã nướng lại rồi mọi người ạ, bọn mình cho vào sôi ấy, lồ nấu sôi ấy để nấu lên lại rồi ấy, nó vẫn dai vậy. Khả năng 45 phút có ổn không? Rồi rồi. Cảm giác cái vị như nào? Có ngon không ạ? Ôi trời. Bởi vì gà già này ăn mới ngon mọi người ạ. Không dai. Có khi nấu lên thì nó sẽ dễ ăn hơn đấy nhỉ? Cho luôn bên nước.
Cá thế thì hơi hơn nhưng mà nó không ngon mới. Sẽ không ngon, đấy, nó sẽ mất vị của gà ổ muối đây. Ôi, cái này vào đừng về nữa, khả năng mất mấy phút vẻ gà thì không nổi, 45 phút đâu bạn. Hiện tại đang được có 2 phút mọi người nhé, yên tâm, 45 phút thì thoải mái. Cứ thế bà chấm rồi ăn thôi. Một mình tự ăn thôi mà. Đây, ăn kiểu sái ra như trong phim. Cái này bà ăn thoải mái, một mình bà ăn, không có ai ăn lại của bà đâu. Đấy, khỏi phải xé nữa. Ăn như thế nó tiện hơn. Vậy ăn gà thì cứ phải cầm gà con lên ăn thì nó mới ngon.
Gà này rất là ngon đó mọi người nhá. Gà ốc muối nhá. Bữa già, già, dai cũng ngon. Ăn trộm chéo rất là ngon thơm. Dính răng nó dài quá. Lại dính răng. Là ngon này tự nhiên này đi mắc răng. Bởi vì thịt gà này nó quá dai mọi người ạ. Ăn sẽ hơi dính răng một tí, nhưng đổi lại nó rất là ngon và ngọt nhé. Nếu mà mình ăn gà nào mà nó non ấy thì nó ăn thì nó dễ ăn thôi, nhưng mà nó sẽ không ngon bằng những con gà mà già rồi. Ngoài nhìn thì nó dai ác. Cái này không phải dễ đâu. Nhưng mà cứ tính trung bình 20 phút một con đi. Yeah. Hiện tại mới được có 8 phút thôi bạn. Nhìn mọi người nhìn này. Ui giời. Ăn cái này mới sướng, ngậm mồm luôn. Đặc biệt là chấm với thêm chẩm chéo nữa thì hết ý mọi người ạ. Món này thì lúng chất tủ của mỗi người anh em nào mà hay đi nhậu ấy. Có một con món gà này xong là chấm chẩm chéo thì ngon hết ý luôn. Được rồi. Cho ăn rồi dính răng. Món này răng phải khỏe ấy nhỉ. Răng mà không chắc thì không ăn được đâu.
ăn là phải như thế. Ui giời. Chấm chéo nhà mình nó cay ấy, nên là lưu ý mọi người mua về thì mọi người chấm ít thôi mọi người nhé. Đấy, đâm ra thì mọi người bảo cay quá không ăn được, không phải đâu, mọi người chấm ít là mình ăn được thôi. Mình ăn cay được ít mình chấm ít, ăn cay được nhiều thì mình chấm nhiều, nhưng mà phần lớn thì mọi người nên chấm ít thôi vì nó siêu cay luôn mọi người ạ. Mọi người cứ bảo là làm nó cay ít thôi ấy, có người bảo như thế nhưng mà thực chất thì không đúng mọi người nhá. Chẩm chéo là phải cay ấy. Cay thì mới đúng là chẩm chéo mọi người nhá. Nếu mà làm cay ít thì nó sẽ không ngon bằng cái siêu cay đâu mọi người ạ. Siêu cay thì nó sẽ rất là ngon và thơm hơn, cay hơn. Thì mình chấm ít. Đấy. Tuyệt vời luôn. Hiện tại mới được có gần 15 phút mà bà béo gần hết một con cho mọi người nhá. Thế là cứ tính tương đương là 20 phút một con đi. Đấy. Rồi cố lên. Quá tuyệt vời. Mà để chấm chéo vào trong khay này đấy, để mình chấm dễ hơn, để mình ăn dễ hơn, khỏi phải tốn thời gian. Đấy. Xong một con đúng không? Gần xong mọi người ạ. Còn một tí nữa. Thoải mái mọi người ạ. Cứ tương đương là trung bình là 20 phút một con. Hiện tại sắp hết một con rồi. Mọi người cùng cổ vũ cho bà bé mọi người ơi. Và dự đoán xem nhá, xem bà bé có ăn hết không. Quá tuyệt vời. Còn một con nữa.
Wow. Wow, con này to chứ. Con này hình như to hơn con bên đây hay sao nữa. To hơn con bên đấy. Gần 18 phút thôi mọi người ạ. Hết một con rồi. Con này phải hơn 2 cân đấy mọi người ạ. Thời tiết hơi nóng nên là mình sẽ bật thêm tí quạt để cho bà béo ăn nhé mọi người. Đây, hơi nóng thì có khả năng là sẽ nghe thấy tiếng quạt vù vù một tí. Nó dài. Dài lắm mọi người ơi. Sao phải không dài nhá. Nhìn là biết rồi. Cắn như làm không chắc thì thôi luôn đấy luôn. Thank you.
Đó ăn là chính ra. Khổ quá rồi. Còn 20 phút nữa mọi người, yên tâm, khả năng là vẫn kịp thời gian mọi người nhé. Thank you.
Ăn nhìn thế mới sướng nha mọi người. Ăn thịt gà ấy thì mới gọi là ăn. Rồi. Thường thì con mỗi con gà này lù, chỉ cần một con này lù cả nhà ăn đấy mọi người. Nhưng mà ăn kiểu đấy là nó không sướng mọi người nha. Đấy, phải ăn một mình một con, một mình hai con như này mới sướng này. Dạo này nắng nóng quá mọi người, như có nhiều ruồi vậy, mấy chú ruồi thường xuyên ra giám sát. Càng vào buổi trưa thì nó càng đến nhiều. Vẫn còn khoảng 10 phút nữa. 10 phút cho một cái đùi gà với cái đấy là phần da của nó thôi mọi người nhé. Khả năng là hết đấy mọi người. Quá tuyệt vời mọi người. Nếu mà có thể ăn được hai con gà này thì không còn gì để nói nữa rồi. Chấp nhận là thua cuộc, chấp nhận là mất tiền hôm nay. Mặc dù thịt gà rất là dai nhé mọi người, bởi vì nó con gà này nó già rồi, nó đủ tuổi rồi. Thì phần khó ăn nhất là phần đùi mọi người. Còn phần da của nó mọi người nhá. Da nó có giòn này.
Nghe có vẻ giòn giòn đấy. Dài à? Dài lắm. Dài nhưng nó ngọt nữa, ngọt, ngon. Này còn không dai nổi nữa. Khả năng là hết rồi mọi người. Rồi, còn hẳn hơn 5 phút nữa cơ mà. Hình như cái đấy là cái phao câu hay sao? Phao câu. Phao câu. Phần là phao béo thích ăn nhất này thì sau mọi người. Phao câu này mùa gà không ăn phao câu, phải mùa gà mọi người. Đấy. Vâng, quá tuyệt vời mọi người ạ. 40 phút mọi người nha. 40 phút và béo ăn hết hai con gà. Ước chừng tầm 4 cân gì đấy mọi người nha. Quá tuyệt vời hôm nay. Không có gì để nói cho mọi người ạ. Và như đã nói thì phần thưởng sẽ là trị giá 2 triệu đúng không nhỉ? 2 triệu. Cô mày hết. Rồi, còn em gửi mà nha. Tiền của mình. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều nhé. Trước khi kết thúc video thì mình lưu ý mọi người này, hiện tại nhà mình đang bán chẩm chéo với ớt ngâm mọi người ạ, cả nước măng chua mọi người nhé. Nước măng chua thì để làm gỏi cá này, gỏi hoa quả mọi thứ. Mọi người khi làm nộm ấy, làm gỏi hoa quả mọi người bỏ chanh ra cho mình, xong mình mọi người cho nước măng chua rất là ngon luôn. Nước măng chua là một loại nước mà bọn mình làm từ măng mọi người nhé, măng rừng. Còn mình luôn để măng lau tầm 1-2 năm gì đấy, xong rồi bọn mình mới luôn để lấy nước cốt của nó ấy. Nước cốt của măng nhé, không phải là măng đâu mà là lấy nước cốt của măng, nước măng chua ấy, của măng chua ấy. Đấy, mọi người mang về mọi người làm gỏi cá này, gỏi hoa quả này, làm nộm mọi người nhé. Còn chẩm chéo thì với ớt ngâm thì mọi người biết rồi, mình đang bán là giá 50.000 một lọ mà mình sẽ miễn ship khi mọi người mua từ 5 lọ trở lên mọi người ạ. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Mua hàng thì liên hệ mình qua số điện thoại mình sẽ ghim để vào video ấy. Liên hệ mình hoặc kết bạn với mình nhé mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Cảm ơn mọi người nhé. Phim mini sỏ răng hỉ con pin ong nữa. Làn cờ lấy giòn bò me pin ong. Xung ải xung em là bất chút thời gian quý báu. Đẹp phim ủng hộ mua đu mất làn. Làn cờ bò mi sang hướng xưa. Sỏ chú ải em. Lương chơ khảo khăn. Chịt kín phát tai mà khửn thảo ké màn dân. Muốn đủ một lán mi tăng mang tất cài đó ấy em ơi. Lẹp phí mơ mi sang chân đào muôn, chân đào bớt muôn để góp ý đủ lán. Muốn đủ một lán hủ tăng sửa chữa phí nông nữa. Đều phí nông chữ đăng ký kênh này, theo dõi kênh, ấn chất like và chia sẻ. Muốn đủ một lán, ấn lại bớt men, ấn lại bớt bền, nữa bình luận, comment sẽ tăng cổng video phí nông nữa. Đồ làn trắng hồ sửa chứa trắng hồ dệt phim muôn hơn xưa ở xung ải xung em này. Khai là làn cửa xó răng video hỷ lọ xó cháp pin ong nữa. Pin ong chứa đăng ký kênh hảo đồ làn nữa pin ong nữa. Xó cháp pin ong.